Ai nói ăn chay là sẽ không đủ chất dinh dưỡng, không khỏe được chứ? Đủ hay không là do chúng ta có chịu đầu tư vào bữa ăn hay chỉ ăn cho qua loa thôi. Đây là trưa mùng 1 Tết, Ly nấu nồi lẩu chay đãi cả nhà. Nguyên liệu Ly đã mua lúc ngày 28: 3 lạng nắm đùi gà, 1 lạng nắm bào ngư, 2 bể nắm kim châm, 2 trái bắp Mỹ, 1 củ hành tây, 2 lạng nắm rơm, rau cải thìa nhà chú Hùng sớm cho. Bạn nào thích tăng nguyên liệu hoặc thêm đậu khuôn thì càng ngon nha. Xả thái nhỏ bỏ vào dầu phi thơm rồi cho nắm vào xào, thêm tí bột nêm, tầm 3 phút vớt nắm ra tô. Vừa nấu nhà dưới vừa nghe nhà trên ca sĩ Ba hát, tiếng xèo xèo pha lẫn tiếng hát. Tới lượt cho bắp Mỹ vào, vừa thơm vừa cay nồng đến nỗi caramel của Ly hắt hơi quá trời trời. Rồi bây giờ cho nước vào đậy nắp lại, chờ sôi lên, đợi tầm 5 phút lúc này mới cho phần nắm xào lúc nãy và hành tây vào, đợi sôi lên bỏ rau vô là dùng được rồi. Đoạn này đừng ai bắt chước Ly nha. Ớt xanh ăn chung với rau thì không biết cái nào là ớt, cái nào là rau đâu. Thế nào cũng có người đỏ mặt tí tai cho coi. Ly mời cả nhà nha. Đó. Thấy chưa? Nhờ có màu đỏ nên biết ngay là ớt.